Chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái uh, chương 4 quản lý giao tác Chương này thì có 4, 4 tiết nhé Ta cũng thầy cũng sẽ trình bày trọn gói trong cái buổi hôm nay cho các bạn Nội dung thì đầu tiên là sẽ giới thiệu nè Giới thiệu giao tác là cái gì nè Rồi định nghĩa giao tác nhé Rồi uh, tính chất acid của giao tác là cái gì Rồi trạng thái của giao tác Rồi khai báo Rồi giao tác trong SQL Server như thế nào và cái lịch biểu đó là nội dung ta sẽ thầy sẽ trình bày chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái buổi hôm nay đầu tiên là các bạn xem ví dụ trước để các bạn hình dung ra được cái giao tác là cái gì đầu tiên là ví dụ như là hệ thống giao dịch ngân hàng chẳng hạn khi mình vào giao dịch trong ngân hàng đó thí dụ như là hệ thống đặt vé máy bay chẳng hạn đó thì cái hệ thống đặt vé máy bay đó các bạn nghĩ là có hai khách hàng giả sử ta có hai khách hàng nhé khách hàng một đồng thời một lúc nhé đồng thời một lúc thì khách hàng này tìm thấy một chỗ trống và đặt vé đồng thời là cái khách hàng thứ hai này cũng vậy họ ở cái máy khác đó các bạn nhé đúng không mình bút vé mà đặt vé mà đúng không thì mỗi người ở cái máy ở nhà riêng ở cái nơi riêng á đúng không rồi cũng tìm thấy chỗ chấm rồi cũng đặt vé đó. đó, và các bạn thấy là hai người này cùng đồng thời nè tìm thấy một chỗ chấm rồi cũng đồng thời là à, đặt vé mấy đó. đó, các bạn thấy là theo cái cơ chế tuần tự như thế thì các bạn thấy là nó sẽ bị động đọ độ chỗ này đúng chưa? Đó. Hai khách hàng đặt cùng một chỗ chấm bây giờ giải quyết như thế nào đây đúng không? thì đối với lại cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu là DBMS này à? là môi trường đang người dùng đúng không? Cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này là đang người dùng đúng. và đang người dùng như thế thì nó có nhiều thao tác truy xuất lên cùng một đơn vị dữ liệu, giống vừa rồi ta xem ví dụ đó đó là cái chỗ đặt vé đó đúng không? Nhiều thao tác truy xuất một lúc rồi nhiều thao tác lại thi hành đồng thời nữa, đúng chưa? Tại vì hệ quản trị cơ sở dữ liệu này dạng phân tán nhiều nơi rồi người ta thi hành đồng thời cùng một lúc rồi khi mà cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này dbms này gặp sự cố thì như thế nào nhỉ đúng không và lúc này thì các thao tác có thể làm trạng thái cơ sở dữ liệu nó mất chính xác rồi ta coi ví dụ này nè cụ thể cái này nè ví dụ như là giao dịch trong ngân hàng à, tài khoản a đúng không một người a chuyển tiền cho người b đúng chưa đầu tiên là khi mà lệnh chuyển tiền như thế đó thì cái đầu tiên là người ta sẽ đọc số dư của tài khoản a đúng chưa rồi người ta đọc xong người ta phải kiểm tra coi là cái số dư này có lớn hơn số tiền rút hay không rồi bắt đầu người ta mới tăng số dư của tài khoản b tăng số dư của tài khoản b lên đó. rồi giảm số dư của tài khoản a đi đúng không các bạn thấy cái trình tự khá hợp lý không Đúng chưa? Tuy nhiên trường hợp mà xảy ra một sự cố ở ngay cái 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 thời điểm này nè, đó, thời điểm này nè, nó bị một cái sự cố, ví dụ như mất điện chẳng hạn, đúng chưa? Mất điện chẳng hạn thì tổng tăng số dư của B lên rồi. Như thế thì sao nhỉ? Ngân hàng chịu lỡ một khoản tiền, ví dụ chuyển là uh, 50 triệu chẳng hạn, đúng không? Đó. Thì tăng số dư bên 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 B lên rồi, sau khi tăng được rồi á mới gặp cái chuyện là cúp điện. Như thế thì Ngân hàng nó sẽ bị sự cố chỗ này đó, đó và cái ta gọi cái 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 xử lý này nè, đó cái chỗ này nè, cái chỗ này ta gọi là nguyên tố nha, chỗ này nè, người ta định nghĩa ta gọi là nguyên tố đó, cái cái khúc chỗ này nè nha các bạn nha, Người ta định nghĩa giao tác là như thế nào nha, định nghĩa giao tác, giao tác là một đơn vị xử lý nguyên tố đó, hồi nãy mình có cái từ nguyên tố rồi đó xử lý nguyên tố nha nguyên tố là cái sự bị sự cố bị tranh chấp về chỗ đó đó đúng chưa có vấn đề không ổn ngay chỗ đó đó đúng chưa gồm một chuỗi các hành động tương tác lên cái cơ sở dữ liệu một chuỗi hành động tương tác lên cơ sở dữ liệu và nó phải xử lý và giao tác là thế khi thực hiện một giao tác hoặc là phải thực hiện tất cả các hành động hoặc của nó hoặc là không thực hiện hành động nào cả nhé khi thực hiện một giao tác thì có hai trường hợp xảy ra hoặc là thực hiện tất cả các hành động của nó hoàn thành luôn hoặc là không thực hiện cái hành động nào hết nữa Đó. rồi ta xem cái hình này cơ sở dữ liệu nhất quán một tí nữa ta sẽ tìm hiểu cái nhất quán có nghĩa là gì đầu tiên cơ sở dữ liệu là phải nhất quán cái đã sau qua các giao tác đó, ca giao tác xong rồi thì cơ sở dữ liệu cũng phải nhất quán sau khi mà giao tác xong rồi đây là trước khi giao tác ta gọi là cơ sở dữ liệu một đó nhất quán một xong rồi qua đây qua cái giao tác này thì bắt buộc phải là nhất quán vậy đó ta xét cái tính axit của giao tác axit là viết tắt của những chữ vậy đó nguyên tố nhất quán cô lập bình vững vậy đó Hồi nãy ta có nói đến cái nguyên tố Vậy nguyên tố là cái gì nha Hoặc nha Hoặc là toàn bộ hoạt động của giao dịch Được phản ảnh đúng đắn trong cơ sở dữ liệu nha Hoặc là như thế Hoặc là không có hoạt động nào cả Vậy đó Không có hành động nào cả cả Nói cách khác thì tác dụng của các câu lệnh Trong một giao tác đó Phải như là một câu lệnh đơn thôi Và không chia nhỏ được đó cái tính chất nguyên tố ở đây ý nghĩa là không chia nhỏ được nha các bạn nha không chia ra được số nguyên tố cũng vậy nhá không có không có chia ra được nó không phải là thừa số của có số nào nữa cả đúng không ta gọi là số nguyên tố vậy cái này cũng nguyên tố cũng thế không chia nhỏ ra được nha các bạn nha tất cả các câu lệnh trong một giao tác phải như là một câu lệnh đơn nha. và không chia nhỏ ra được ta gọi là tính nguyên tố nhé rồi ta xét ví dụ ta xem nè đó à, cái lệnh thứ nhất nha là giao tác là T đây nè. T là đầu tiên là đọc nha, đọc A vào trong cái biến T nha. Đọc một cái dữ liệu A vào trong biến T. Xong rồi tiếp theo nè, cái biến T này nó nó giảm đi nha. Là 50. Thí dụ cái này A là 100 chẳng hạn mà đọc qua T giờ T trừ đây là lúc này T sẽ còn là là 50 vậy đó. Rồi sau đó người ta ghi lại thì cái giá trị T này nè là 50 ghi lại vào trong cái dữ liệu ở tên là A nha Rồi tiếp theo ta lại tiếp tục ta lại có cái hành động là đập cái T này vào cho Đập từ cái biến B này vào cho cái uh, yeah, biến T này đúng chưa Giá trị B này vào trong cái biến T này đó Rồi T cộng lên đúng chưa Ví dụ B bằng 100 Thì đến hồi T này sẽ mang giá trị là 100 rồi cộng cho 50 sẽ là T sẽ là 150 Xong rồi ghi lại nhé T sẽ ghi vào lại cho B Trong cái biến B này là lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đó Đúng không? Trong dữ liệu đó Vậy là B lúc này sẽ được lưu vào là 150 Vậy đó Bây giờ ta xét tới tính nguyên tố của nó nha Đầu tiên nè Ta giả sử A bằng 100 nhé B bằng 200 Đấy chưa? Và tính nhất quán ở đây có nghĩa là A cộng B là không thay đổi là bằng 300 ví dụ tổng rồi đó đây nè ở đây ý nghĩa có nghĩa người ta nói là cái tính nhất quán đó các bạn nhé nhất quán ở đây là điều kiện của nó đó ta sẽ tí nữa ta sẽ tìm hiểu kỹ nha A cộng B sẽ bằng 300 đúng rồi bây giờ các bạn xem nè đó tại cái thời điểm mà ghi A đó ghi A đây nè tại thời điểm này là điểm số số 3 này cái lệnh số 3 nè ghi AT đó đúng không thì lúc này A sẽ bằng 50 đúng chưa và B sẽ bằng 200 đúng chưa A cộng B là bằng 250 đó chia ra là cơ sở dữ liệu không nhất quán tức là nhất quán có nghĩa là cái ràng buộc đây nè A cộng B luôn luôn phải bằng 300 Thí dụ vậy đó ràng buộc ta quy định là A cộng B khoảng 300 ở đây có 250 do đó không nhất quán vậy đó rồi ta xếp tại thời điểm ghi B nhé tại thời điểm ghi B ghi B tức là dưới đây nè đó dòng số 6 dưới đây nè hả thì lúc này A bằng 50 B bằng 250 đúng chưa và ta cộng lại nó vẫn là 300 vậy là cơ sở dữ, dữ liệu là nhất quán nhé rồi nếu T không bao giờ bắt đầu thực hiện hoặc là T phải hoàn tất thì trạng thái không nhất quán sẽ không xuất hiện vậy đó hoặc là không bao giờ thực hiện nhé hoặc là được bảo đảm là hoàn tất thì trạng thái không nhất quán sẽ không xuất hiện đó nếu mà nó sẽ hoàn tất như thế đó thì nó sẽ đó các bạn thấy là chưa hoàn tất đó thì nó không nhất quán tuy nhiên là hoàn tất rồi thì nó sẽ nhất quán đó. rồi ta nãy giờ ta nói đến nhất quán nhất quán vậy nhất quán có nghĩa là gì nha là bất kỳ cơ sở dữ liệu nào thì mọi ràng buộc phải thỏa ràng buộc toàn vẹn đó, đó. Giống như hồi nãy mình ràng buộc là A cộng B bằng 300 Cái ví dụ vậy thôi nhé các bạn nhé A cộng B bằng 300 vậy đó Cũng giống như tài khoản ngân hàng vậy đó Người A cộng người B là 300 Thì chuyển từ người này qua người kia cộng lại cũng phải là 300 nhé Vậy đó, đó Tính nhất quán là chỗ đó đó Là ràng buộc toàn vẹn luôn đó các bạn nhé Rồi tại thời điểm mà mọi ràng buộc toàn vẹn được thỏa Thì ta gọi là tính nhất quán đó tính nhất quán thì nó dính dáng đến ràng buộc toàn vẹn vậy đó ràng buộc toàn vẹn thì tại mọi thời điểm bắt buộc phải là được thỏa ta gọi là tính nhất quán vậy đó. một giao tác phải biến cái cơ sở dữ liệu từ trạng thái nhất quán này sang trạng thái nhất quán khác giống hồi nãy ta có cái hình này và không được cái phá vỡ cái trạng thái nhất quán ví dụ như e nè đúng không từ cái trạng đây đó qua cái thông qua tao giao tác thì đến cái cơ sở dữ liệu tiếp theo sau khi T đó cũng phải nhất quán vậy đó rồi ta xét tiếp cái tính nhất quán ở đây là tổng a cộng b là không đổi a là là tiền tài khoản số dư của a đó đúng không còn b là số dư của của người b đó hay vậy đó hai người cộng lại là không đổi đúng chưa tức là giao dịch chuyển tiền từ người này qua người kia thôi đúng không chứ không có thể nào mà sau khi chuyển là hai người cộng lại mà hụt đi hoặc là hai người cộng lại lại dư ra được đúng chưa đó đây là cái tính nhất quán đây là ràng buộc toàn vẹn á, bắt buộc là a cộng b là không đổi vậy đó rồi nếu cơ sở dữ liệu nhất quán trước khi t thực hiện thì sau khi t hoàn tất vẫn còn tính nhất quán đó. ý nghĩa là như vậy đó các bạn nha người ta qua cái xét cái tính cô lập nha rồi một giao tác thì không quan tâm đến bất cứ cái giao tác nào mà đồng hành đang xử lý đến nó. Ta gọi là tính cô lập nha. Khi nó đang thực hiện á, thì nó không quan tâm đến bất cứ một cái giao tác khác mà đang xử lý đồng thời. Nó không quan tâm nha. Khi có nơi giao tác xử lý đồng thời thì phải bảo đảm làm sao là cái tôi á, đúng không? Là tôi có tính độc lập của riêng tôi. Tôi không dính dáng gì đến ai cả. Vậy đó rồi ta xem nhé đúng không ta có giả sử cái chuỗi hồi nãy rồi giả sử là có một giao tác t phẩy đó đây nè t phẩy nằm ngay đề, à, trên ngang ngay chỗ này nha t phẩy ngang ngay đây thực hiện phép toán a cộng b luôn và chen vào giữa thời gian thực hiện của t đó thì đến hồi t thì nó kết thúc sẽ là hai trăm rưỡi t phẩy đó các bạn nha t phẩy đây nè tại thời điểm này nè thì là hai trăm rưỡi vậy đó còn cái t thì kết thúc vẫn là 300 thì kệ nó cái t này là cái 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 giao tác mà mình đang đang thực hiện đang xử lý đó còn cái t phải là cái xử lý đồng thời của ai đó kệ đó không quan tâm thế gọi là tính cô lập là vậy đó đó, các bạn thấy nè T phép kết thúc là A cộng B A lúc này là 50 cộng cho B là 200 sẽ 250 đó cái này cái t phẩy này không không ảnh hưởng gì đến mình cả còn cái t mình kết thúc vẫn là 300 nè đó đó hệ thống các giao tác thực hiện đồng thời là có trạng thái là tương đương với trạng thái của hệ thống là nó thực hiện tuần tự nhé theo một cái thứ tự nào đó Rồi ta xét đến cái tính bền vững nhé à, mọi thay đổi của các giao tác thực hiện trên cơ sở dữ liệu phải được ghi nhận là bền vững nhé rồi khi T mà kết thúc thì dữ liệu không thể nào mất đó. Bất chấp có hệ thống có xảy ra lỗi gì cả, bất cứ lỗi gì cả thì dữ liệu không được bị mất đó. Ví dụ tài khoản của A, tài khoản của B đó cộng lại là 300, đúng chưa? 300 triệu chẳng hạn thì trước khi giao dịch hoặc sau khi giao dịch hoặc đang giao dịch mà có mất mát gì nữa thì cộng lại vẫn là 300 triệu đúng chưa? của hai người vậy đó. Ta gọi là tính bền vững là vậy tính bền vững ở đây ta nói đến là dữ liệu sẽ không bị mất đó dữ liệu ở đây đó đúng chưa không bị mất tức là cái số liệu về uh, tài khoản ngân, cái cái số dư của ngân hàng của người ta đó đúng không và tính bền vững thì bảo đảm rằng là khi giao dịch hoàn tất thì tất cả các cập nhật là bền vững đúng chưa thậm chí nếu có lỗi thì nữa hệ thống có lỗi thì nữa thì giao dịch hoàn toàn thực hiện đó và vẫn bảo toàn cái, cái cái số tiền có hai người cộng lại vân vân là nó sẽ không bị mất đôi khi có lỗi hệ thống chẳng hạn đó thì nó sẽ có cái trường hợp là mất mát dữ liệu ở trong bộ nhớ chính thôi tức là trong ram trong cpu đó đúng không nó đang xử lý có thể là bị mất tuy nhiên là khi mà dữ liệu ghi xuống đó, thì không bao giờ bị mất đó ta gọi là tính bình vẫn là như thế rồi ta qua tiếp theo là trạng thái của một giao tác đó giao tác nó có năm trạng thái như thế trạng thái đầu tiên là hành động nhá bắt đầu hoạt động đó đúng chưa giao tác thứ hai là nó sẽ hoàn tác từng phần đúng chưa một cái giao tác thì nó có nhiều cái hành động á đúng không nó sẽ từng làm từng phần từng phần giống như nãy ban đầu đó đúng không ví dụ chuyển tiền từ, từ người a qua người b đầu tiên là là lạnh xong rồi phải kiểm tra số dư rồi nếu mà số dư mà lớn hơn số tiền rút đó, thì bắt đầu mới tăng người b lên rồi giảm người a vậy đó nó làm từng phần từng phần một sau khi từng phần hoàn tất rồi thì nó mới hoàn tác được đúng không đó là trạng thái ở phía hướng trên bây giờ trường hợp là là hành động không thất bại luôn hoặc là đang làm dễ dàng nè nó cũng thất bại vậy đó đó là trạng thái thứ tư và cuối cùng là bị hủy bỏ nha yeah. Bỏ là hủy bỏ đó, đó là năm trạng thái mà mà của của cái giao tác nó có năm trạng thái như thế. Rồi đối với SQL thì sao nhà khi mình khai báo cái uh, trên câu lệnh SQL để mình uh, định nghĩa để mình thực thi câu lệnh đó thì uh, bắt đầu giao tác nè, đó begin xanh uh, nhé. Sau đó đến uh, cái lệnh tiếp theo là close transaction cái này uh, không chỉ chính quy ở đây là ta ít xài á nha cũng có xài mà đa số ta ít xài cái này cái lệnh này nè là để đánh dấu cái vị trí của giao tác gọi là điểm đánh dấu nha. rồi tiếp theo là rollback nè rollback transaction tức là quay lui trở lại đầu giao tác hoặc một điểm đánh dấu nha trước đó trong giao tác là rollback là quay lui đó nha, nha. còn commit là kết thúc đánh dấu cái điểm kết thúc của một giao tác câu hệ lệnh này thực thi thì cũng có nghĩa là giao tác thành công đó. đó là mấy câu lệnh mà mình biết để các giao tác như thế đó các bạn đó ta coi cú pháp của nó nha begin là transition xong là các câu lệnh sql mình vẫn học bình thường nhé rồi commit hoặc là rollback transition vậy đó. rồi ta xem ví dụ nha ví dụ đầu tiên là begin thí dụ giao tác một giao tác một đầu tiên là mình cập nhật cập nhật lại cái uh, số đơn vị học trình là 4 nhé đối với cái môn học cập nhật cái bảng môn học nè cập nhật sao nhỉ xét lên là số đơn vị học trình bằng 4 với điều kiện là số đơn vị học trình bằng 3 đó thì mình cập nhật lại thành bốn trong cái bảng môn học đó đó là câu lệnh sql thứ nhất câu lệnh sql là cập nhật điểm nhé cập nhật điểm cũng là trong cái bảng điểm thi tức là xét lên là điểm lần thi lần 2 đó bằng 0 đó. Nếu mà điểm lần thi là null đúng chưa? Nếu mà điểm lần thi là chưa có đó là null là chưa có đó, thì xét nó bằng 0. Đó. Rồi rollback cái giao tác 1 đó. Nếu mà không ấy thì nó thực hiện lại từ đầu nhé, yeah. back Nếu mà không thực thi xong thì nó sẽ thực hiện lại từ đầu nhé. Yeah. Rollback back quay lui đó, đúng không? Quay lại từ đầu rồi tiếp theo là giao tác 2, giao tác 2 cũng tương tự như thế nha tuy nhiên lúc này là commit tức là đánh dấu thành công luôn vậy đó rồi bây giờ ta coi cái câu lệnh thực cụ thể nè các bạn thấy có set nè x a on nha bật lên là on nha rồi ở đây là cái, cái 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 lệnh này đó nha cái lệnh này cái tùy chọn này nè nếu mà op á thì là chỉ hủy bỏ lệnh gây ra lỗi trong transaction đó đây là một cái các lệnh mà transaction mình sẽ thực hiện đây đúng không là chỉ hủy bỏ lệnh gây ra lỗi trong transaction nha tức là trường hợp op đây là on nhé vẫn cho lệnh khác thực hiện tiếp nha nếu xảy ra lỗi không nghiêm trọng đó là trường hợp off off nha còn on thì sao nhỉ là khi gặp Bất kỳ lỗi nào thì nó hủy luôn nha Hủy toàn bộ Và quay lui trở lại lúc ban đầu Vậy nè Quay lui nhé, Cái này nó sẽ quay lui trở lại lúc ban đầu Còn thằng này thì vẫn thực hiện tiếp nha Những cái thằng nào mà không nghiêm trọng Tức là off á Ở trường hợp này là on nha các bạn nha Tức là sẽ hủy đó Tức là trường hợp mà Nó có sự cố gì trong cái Tất cả các lệnh dưới đây nè Thì nó sẽ hủy Và nó quay trở lại lúc ban đầu nha đó là cái tùy chọn xx uh, axis đúng không? Đấy, nó có hai cái trạng thái là off với on nha các bạn nha ở đây là on nha yeah. on tức là nó sẽ hủy Còn off đó, đó không nói gì có nghĩa là off đó, thì nó sẽ thực hiện tiếp những cái lệnh mà không ra lỗi nha không bị lỗi nó vẫn làm rồi ta bị là bắt đầu trên session nha nha bắt đầu trên session đó rồi commit đây này đó bắt đầu trên đó rồi commit rồi vô là chai à, chai két đó đúng không mình giống như bên C nha hoặc bài thanh nó cũng sẽ dùng chai két đó các bạn nhé ở đây là, là giống như C vậy nó cũng có chai két chai két có nghĩa là thử đó đúng không nha rồi lệnh lệnh một lệnh hai lệnh ba các lệnh gì đó đúng không rồi commit nha commit trước đúng không còn tức là cái điểm kết thúc đó đúng không điểm bác, là, là là là, hàng tắt đó nhớ chưa là để đi với lại uh, begin trend này đó nhé begin trend đó rồi tiếp theo là end Try nhé là begin của cái trai này đó begin của cái trai này nằm đây sau rồi đến kết nhé trai thì phải đi với kết là vậy đó đúng không bảy lỗi đó các bạn nhé bảy lỗi này nè đó nó kết đây nó sẽ roll back đúng không nó quay luôn nó trở về nếu lỗi thì nó lại quay trở về đầu nhá còn mới nếu thực hiện thành công thì nó commit kết thúc điểm kết thúc đây. Còn nếu mà lỗi thì nó sẽ quay trở lại đầu nha. Quay trở lại đầu. Rồi đây ta khai báo một cái biến là điệt lan là khai báo biến nội bộ nha, biến cục bộ của chúng ta là lỗi đúng chưa? Và có kiểu là kiểu chuỗi. Xong mình xét vô nhé, xét nè, lấy cái lỗi của hệ thống nè, đúng không? Bằng cái lỗi hệ thống nè, đó, đây nè. Lỗi hệ thống gắn cho cái biến này. Xong rồi raise error nha đúng không là sẽ báo chúng nó sẽ báo cho ứng dụng biết là thủ tục gây ra lỗi nha thủ tục đã gây ra lỗi và truyền cái thông báo này cái thông báo lỗi này cho ứng dụng nha vậy đó Tức là nó sẽ cái ray error nè đúng không là sẽ báo cho ứng dụng biết là cái thủ tục này đã gây ra lỗi và nó truyền cái thông báo lỗi này cho cái ứng dụng vậy đó là cái cái hàm như thế đó các bạn nhé. Rồi hiển nhiên là End kết end là bắt đầu cat nè vậy đó. tức là bị begin trên nè đúng không? begin trên rồi trai cat đây nè. đã khúc này là trai cat trai đây khúc này là cat dưới đây. tức là lỗi thì dưới đây. còn trai là thực hiện bình thường. nếu mà thực hiện không có lỗi gì là commit hoàn tất đây nhé cha. còn nếu có lỗi thì nó sẽ xuống dưới cat thì nó sẽ làm động tác là nó rollback nó quay trở lại. đó và đồng thời mình khai báo một cái biến là biến lỗi thông điệp về lỗi nha thông báo lỗi rồi mình gạ này lấy giá trị nè đó. đó. cái này của hệ thống nha này của hệ thống mình lấy mình gắn vào đây xong rồi là mình báo về cho thủ tục báo cho cái ứng dụng đó. là cái thằng này thủ tục này đã xin ra lỗi nha và enket vậy đó rồi ta xem tiếp cái cái đoạn code sau đây nha để tạo đây nha, tạo bảng và các bạn thấy là có một cái dấu thăng là bảng phụ nhé. Hai dấu thăng là bảng phụ mà toàn cục còn đây là cục bộ thôi nhé. Nha, cái bảng này nó gồm có một cái cột tên là y có kiểu là số nguyên để mình đem ví dụ nha đúng chưa? Rồi còn trên là ràng buộc nhé. Check CK CK1 là là viết tắt của chữ check này mà số 1 vậy đó. Mình muốn đặt tên gì cũng được mà dễ hiểu dễ ý nghĩa vậy đó chết nha đây nè chìa khóa chết tức là y phải khác hai vậy đó y khác hai đây nè các bạn tạo bảng với ràng buộc cột y không được chứa giá trị hai vậy đó tạo cái bạn như thế rồi mình có thể dùng giá định, giá trị mặc định nha, là tự động đó là off nha, mặc định nó là tự off đúng chưa mình không có xài gì cả thì có nghĩa là off đó các bạn nha lưu ý là off yeah. thì các bạn biết là đây là tạo cái này nè là tạo một cái bảng tạm nha rồi sau khi tạo bảng tạm trong thì mình nên sử dụng cái hàm insert để thêm dữ liệu vào vậy đó đây là hàm insert dưới đây nè các bạn nhé đó và cái bảng tạm thì có cú pháp là cái dấu thăng đó mình hôm bữa mình có nói rồi đúng chưa rồi thì các bạn thấy đây nè đây là lưu ý cái dụ còn trên đây nè đó đó lưu ý đây nè đây là một cái ràng buộc đó ràng buộc là cột thứ y này cột y này nè là không được chứa cái giá trị 2 là mình viết lại còn trên là ràng buộc cái tên của ràng buộc mình mình, mình viết là ck nhé thường thường người ta sẽ viết là ck là check đó, đúng không kiểm tra check à, là số 1 mình có thể đặt cái gì cái nó có ý nghĩa là chữ check nha cái từ khóa của nó mở mặt ra y khác hai vậy đó rồi cái này nha là mặc định rồi có thể các bạn viết hay không biết nó mặc định nó là cái này rồi nha không biết là mặc định là cái này rồi đó nha rồi cũng bị ghi nè đúng không bị ghi trên nè rồi insert vào cái bảng bảng tạm một này nè đúng rồi bảng tạm một tạo lên này nè là số 1 nha select một tức là mình insert vô là là số 1 đó thì an toàn không có gì cả đến này nè đúng là đến dòng này nè là nó vi phạm ràng buộc tại vì nó phải khác hai các bạn nhé khác hai đó. đó. rồi insert 3 vô đó rồi commit đó là hoàn thành đúng chưa cũng như thế nhưng mà lúc này là cái bảng hai nhá cũng y chang vậy thôi tuy nhiên là mình có set cái này lên là on nhá thì các bạn thấy nó cũng vi phạm cái ràng buộc này nha chưa? chưa rồi để mình kiểm tra coi nhá mình kiểm tra coi là nó có thực hiện được cái này hay không nhá thực hiện đây được hay không thì các bạn select sao form t 2 đúng chưa với cái trường hợp trước á, thì nó vẫn insert cái 1 với 3. Còn trường hợp này nè, trường hợp này là nó không insert cái nào cả nhé. Trường hợp isset uh, on này nè, asset on này nè, đúng không? Đó, on á là nó sẽ không thực hiện ba thằng này luôn, nhớ chưa? Còn cái 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 hồi nãy ví dụ nãy là nó sẽ thực hiện thằng 1 với thằng 3 vậy đó. Thì thông qua cái uh, mình sau khi mình insert vô mình select sao form T2 này nè là các bạn sẽ rõ thôi đúng không? Người ừ. ta nói về lịch biểu nha. Phần 6 là lịch biểu lịch thứ nhất là giới thiệu, thứ hai là khái niệm rồi, rồi lịch thao tác, schedule đúng không? Rồi lịch tuần tự, rồi lịch khả tuần tự, rồi kiểm tra tính tuần tự của một lịch, Này, lịch biểu đó nha. Đầu tiên giới thiệu nha. Rồi cái uh, lịch biểu là thực hiện tuần tự nha các bạn đầu tiên là thực hiện tuần tự tức là khi mà thực hiện tuần tự giống như các lệnh mà mình viết tuần tự tuần tự tuần tự từng trăm một vậy đó thì tại một thời điểm một giao tác chỉ có thể bắt đầu giao tác khi giao tác trước nó hoàn tất đúng chưa thế đó tuần tự là như thế thực hiện tuần tự là như thế đúng chưa và ta lưu ý một điều là mình viết đây là trên hệ đàn win á thì nó thực hiện tuần tự đó các bạn nhé tại một thời điểm một giao tác chỉ có thể bắt đầu thực hiện khi mà giao tác trước nó hoàn tất vậy đó nó thực hiện tương tự như thế còn thực hiện đồng thời làm sao nhỉ cho phép nhiều giao tác cùng truy xuất dữ liệu cùng một lúc vậy đó tuy nhiên là nó gây ra vấn đề phức tạp là nó gây ra cái nhiều cái phức tạp về cái nhất quán dữ liệu nhất quán dữ liệu thì ta biết rồi tức là nó phá vỡ cái 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 đoạn buộc toàn vẹn của nó đi vậy đó Tuy nhiên là khi mà xử thực hiện đồng thời đó thì nó tận dụng được tài nguyên là và cái thông lượng. Khi một giao tác đang thực hiện đọc ghi trên đĩa thì một giao tác khác cũng có thể đang cái xử lý tính toán trên CPU nha, đọc ghi trên đĩa khác mà xử lý trên tính toán trên CPU khác đó, nó tận dụng được cái tài nguyên cũng như là cái thông lượng là như thế đó, nó không phải chờ nha và nó hiển nhiên là sẽ giảm được cái thời gian chờ đúng không do các giao tác ngắn phải chờ đợi các giao tác dài đúng không giao tác dài họ làm mình đứng chờ chết luôn đúng không cho đó là nó cũng giảm được thời gian nè đúng không rồi chia sẻ chu kỳ cpu nhé truy cập đĩa tức là giữa cpu là là một cái giao tác riêng truy cập trên đĩa là giao tác riêng nó làm đồng thời như thế thì nó giảm được trì hoãn trong các giao tác đang thực thi đúng không cái sự trì hoãn này cũng rất là quan trọng đó các bạn nhé. Rồi khi thực hiện đồng thời đó thì có khả năng là nó thay ra cái sự trì hoãn cơ này mình nói đó, thì nó ra tình trạng là khóa sớm tức là lock và khóa chết là đít nha. Mình hay nghe từ đít lấp đít rồi đúng không? Và vấn đề là bất khả tuần tự nữa đó. Để nó giải quyết vấn đề này, để giải quyết được cái vấn đề này thì có hai công cụ là bộ xếp lịch và cái nghi thức nhé thì các bạn biết là cái khóa sấm đúng không lai lấp là phát sinh khi hai hay nhiều tác vụ phụ thuộc và một cái tài nguyên hoặc đang sử dụng tài nguyên thì nó gây ra tình trạng này và nó là phụ thuộc dạng vòng tròn tức là a thì chờ tài nguyên b a chờ tài nguyên b còn thằng b thì đang nắm giữ tài nguyên thằng a thì thì đang chờ tài nguyên của thằng b trả ra thằng B thì đang giữ tài nguyên của thằng A đang A đang B A đang chờ đó. Thí dụ như A là đang chờ cái tài nguyên T1 đúng chưa? Mà B thì đang sử dụng tài nguyên T1 lại chờ cái tài nguyên T2 đó. Rồi C thì lại giữ tài nguyên T2 lại chờ cái tài nguyên của thằng TN của của A đang giữ tức là nó sẽ xoay vòng đó các bạn. Hoặc là nó bị vòng tròn nè, hoặc là các tác vụ đó nó chạy lúp vậy đó hoặc là chặn các tác vụ ở mức độ thấp hơn đúng chưa và các tác vụ ưu tiên thấp hơn này gọi là tình trạng là chết đói đói tài nguyên chờ hoài không đến đó, đúng không vậy đó nó sẽ có trường hợp đó đó là trường hợp khóa sấm ta gọi là lay lóc còn trường hợp đít lóc thì sao nhỉ đít lóc thì nó sẽ có bốn cái cái trường hợp bốn điều kiện mà nó sẽ xảy ra đầu tiên là điều kiện thứ nhất là khi mà đít là nó loại trừ lẫn nhau nhé rồi một tài nguyên không thể sử dụng bởi nhiều hơn một tiến trình đó loại trừ lẫn nhau tức là tài nguyên ví dụ CPU là chỉ một tiến trình đang sử dụng vậy thôi nhé đó là loại trừ lẫn nhau rồi đến giữ và chờ rồi các tiến trình tiến trình tức là chương trình đang hoạt động đó, các bạn ta gọi là tiến trình giống gì cả các chương trình đó, các ứng dụng đang hoạt động ta gọi là tiến trình giữ tài nguyên và lại chờ tài nguyên mới ông đang giữ tài nguyên cũ mà ông lại chờ tài nguyên mới nữa nên là sẽ bị tít lấp đó là trường hợp đừng điều kiện là giữ và chờ rồi điều kiện không thể chiếm nữa nhé các tài nguyên là không thể bị đòi lại đó nó các tiến trình đó các ứng dụng nó đang sử dụng tài nguyên rồi cái anh khác không đòi lại được đúng không chúng có thể được giải phóng bởi chính cái cái tiến trình mà đang giữ chúng nha người nào đang giữ chợ giữa đó đó cái tiến trình đang giữ đó phải giải phẩm đó thì những cái cái tiến trình khác đó mới xử lý được mới mới lấy xài được vậy đó đó các bạn thấy nó có một cái chu trình chờ đó đúng không đúng này nó giống giống nè nó giống như cái thằng là, là 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 thằng cái thằng mà vừa rồi là cái lai lock quá đúng không là 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 khóa chợ khóa sống đó, đúng không đó giữ tài nguyên đó nó tạo thành cũng thành một chu trình đó tiến trình 1 là chiếm A1 rồi lại chờ A2 tiến trình 2 thì chờ A2 chiếm A2 chờ A3 rồi nó dòng vòng 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 như thế đó nó cũng tạo ra cái lít lóc nhé đó cho nó đó quay lại là khi các giao tác mà đồng thời có thể là xảy ra tình trạng khóa sấm rồi khóa chết và vấn đề là bất khả tương tự đó thì để loại bỏ các vấn đề này thì ta có hai công cụ là bộ xếp lịch và nghi thức nhé bộ xếp lực là gì nhỉ? là thành phần của cái hệ thống cơ sở dữ liệu nhé nó nằm ở trong cái uh, DB, db database đó, đúng không trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu của chúng ta đó đúng không vai trò làm trọng tài để phân xử các yêu cầu khi đang có xung đột đó, đúng không làm trọng tài mà đúng không trọng tài tức là để xử các xung đột rồi người thiết kế hệ thống đã biết cách loại bỏ cái khóa sấm này bằng cách là một cái bộ xếp lịch của cái bộ xếp lịch FIFO đó đúng không? FIFO này nè đúng không? First in first out đó đúng không? Cái loại này nè vào trước thì ra trước đó đúng không? FIFO đó đúng không? Cái này nè thì nó bị tình trạng là khóa sấm, tức là nó sẽ chờ đó, do đó là nó sẽ loại được cái này rồi nó cũng có thể là loại bỏ được xử lý được các khóa chết và cái tính bất khả tuần tự bằng cách là buộc giao tác phải đợi đúng chưa? buộc một giao tác phải đợi chẳng hạn đến khi khóa khi khóa đang yêu cầu được giải phóng đúng chưa tuy nhiên là buộc một giao tác phải đợi hoặc là buộc một giao tác ngừng lại và tái khởi động đó. ta xem đây nè đó tức là khi xếp lịch rồi đó, đó tại từng thời điểm như vậy thì, đó, thí dụ các bạn thấy nè, bắt đầu là t1, t2, t3 nó cho làm, cho làm xong rồi nó buộc là t1, t2, t3 dừng nha, à, t1 dừng nó cho t2 làm, t2 làm xong rồi nó lại cho t1 làm, xong lại cho t2 làm, cho t1 làm, cho t2 làm vậy đó, từng thời điểm vậy đó, đó, thì đầu tiên nó cho t1 làm ba thời điểm nha ba thời điểm trên xong nó buộc dừng lại đó, để nhường lại cho T2 làm đó là bộ xếp lịch nó sẽ làm như thế đó các bạn nhé thì tùy vào cái công việc nha đúng không đó tùy vào công việc vậy đó rồi cái nghi thức là gì nhỉ cũng là quy định thôi đúng không quy định đưa ra để các giao tác tuân theo thôi như là tránh à, khóa chết đúng không là dislock bằng cách là yêu cầu khóa chết các mục dữ liệu theo một thứ tự cố định nào đó gọi là nghi thức đúng không là có một cái nghi thức đúng không một protocol đó đúng không là để cho khóa lại các mục để tránh uh, xung đột đúng không tránh cái đít lóc đồng thời là nó ra một cái thứ tự cố định nào đó gọi là nghi thức vậy đó rồi một lịch thao tác nha được lập ra từ n giao tác đó từ giao tác 1, giao tác 2 đó đến anh là uh, xử lý đồng thời như là một cái uh, một cái thứ tự thực hiện hành động của anh là giao tác này đó nó thực hiện theo một cái thứ tự đó nói chung là thực hiện các thứ tự của nó rồi thứ tự của các giao tác này phải giống như thứ tự thực hiện trăm giao tác thứ tự thứ tự trăm giao tác nó xuất hiện như thế nào thì ở công cái bộ lịch này nè nó cũng phải theo thứ tự như thế nha bắt buộc đó và ta có gồm có hai loại nhé là lịch tuần tự và lịch khả tuần tự nha. nó có hai loại lịch thao tác đó nó có hai loại tuần tự là cái gì tuần tự là mình sẽ làm từ từ vậy đó các bạn xét hai cái giao tác t 1 t 2 đầu tiên là thằng này đồng thời là đọc a vào cho biến t còn thằng này thì đọc a vào cho biến s đó rồi tiếp tục là thằng t này thì cộng lên đúng chưa thằng t này lại cộng lên là 100 trong khi đó thằng s này thì lại nhân 2 xong lại đồng thời là nó lại ghi t vào a đó để đồng thời ghi s vào a đó các bạn thấy là nó tranh chấp chỗ này rồi đó bắt đầu là chỗ này nè đó đúng chưa ghi vào đĩa đó đúng không rồi xong lại là đọc b vào trong biến t cái này thì b vào trong biến s rồi thằng này thì cộng lên cho 100 trăm Thằng này thì lại nhân cho 2 đó, Rồi lại ghi ra đó. Lúc này ghi lại cho B Thằng này lại S ghi lại cho B đó. Các bạn thấy là lúc mà nó sẽ Có tranh chấp cái chỗ là Là Right này nè đó. đó Làm sao mà ta có thể lập được cái lịch thao tác Để có thể thực hiện được Đúng không Rồi giả sử ràng buộc nhất quán nè Là A bằng B đó bắt buộc A bằng B. Ở đây giả sử thôi nha các bạn nha. Giả sử A bằng B. Đó. đó. Từng giao tác thực hiện riêng lẻ thì tính nhất quán sẽ được bảo toàn. đó Nếu mà mình thực hiện tuần tự đó. Tức là cho T1 thực hiện trước. Xong rồi T2 thực hiện sau. Thì nó sẽ bảo toàn vậy đó. Nếu mà riêng rẽ. Ta gọi là lịch thao tác tuần tự như vậy đó. đó. Vậy là lịch thao tác tuần tự thì các bạn cũng biết rồi, tức là hành động T1 là làm trước đến T2, T3, T cho đến TN đó, thực hiện liên tiếp gọi là tuần tự. Tuần tự thì khá là dễ rồi đúng không? Đó, ví dụ như ta xem đây này đó. Tức là T1 cho làm trước, xong rồi T2 làm sau đó. Thì nó kết quả là như nhau nhé. Còn bây giờ trường hợp là hoặc là các bạn cho T2 làm trước xong rồi T1 làm sau nhé thì kết quả nó cũng như thế đó tức là ràng buộc đây là hai thằng này sau khi thực hiện xong hai thằng này bằng nhau đó đó rồi khả tuần tự là sao nhỉ khả tuần tự là có khả năng là nó gần gần giống như tuần tự đó. đó, xử lý đồng thời được gọi cả tuần tự nếu mà có cùng một kết quả đúng chưa theo một cái thứ tự được lập theo kiểu tuần tự vậy đó ta gọi là khả tuần tự nha yeah. nó thực hiện đồng thời tuy nhiên là nếu cho cùng một kết quả giống như tuần tự đó thì ta gọi là khả tuần tự nhé yeah. trong trường hợp này là các bạn thấy không các bạn thấy là s3 đó trước khi s3 thực hiện thì AB bằng c đúng là a bằng b bằng c luôn đúng chưa c đây là hàng số bằng bao nhiêu thí dụ bằng 50 bằng 100 hay bằng bao nhiêu đó ví dụ ở đây cụ thể là bằng 25 đó thì sau khi thực hiện các bạn thấy nè đó sau khi thực hiện xong thì nó hai thằng đều bằng hai, hai trăm rưỡi và ta có gọi cái này là cái lịch này là khả tuần tự đó các bạn thấy nó cũng thực hiện đồng thời đó đúng không thằng này làm này làm đó. rồi ta thấy s 4 nè đó s 4 thì cái này là lịch này không có khả tuần tự tại vì ra kết quả nó nó không có như mong đợi là hai thằng này không bằng nhau đúng chưa hai thằng này bằng nhau tại vì phải đúng cái ràng buộc toàn bệnh hai thằng này bằng nhau vậy đó còn đây hai thằng này không bằng nhau do đó là cái này không phải là khả tuần tự đó rồi tiếp theo là cái uh, S5 nhé thì các bạn thấy là cuối cùng là kết quả là hai thằng này bằng nhau như thế là nó là dạng khả tuần tự làm sao mình biết được tức là mình đem hai thằng này là mình làm theo lịch tuần tự là t1 với t2 coi bằng bao nhiêu đó rồi t2 với t1 bằng bao nhiêu đó xong rồi mình cho nó thực hiện đồng thời đồng thời đồng thời có nghĩa là xen nhau như vậy nè các bạn nhé xen nhau vậy nè đó thì kết quả nó cũng bằng nhau do đó là ta gọi là khả tuần tự là như thế rồi cái bài tập nhỏ nhỏ như thế là Ta có cái cái đây là cái lịch nào gọi là khả đồng tự. Ở đây là nó xen nhau nhé các bạn nhé. Đồng thời ở đây có nghĩa là xen nhau á. nhá. Xen nhau vậy nè đó, xen nhau vậy nè đó. Nó xen kẽ nhau vậy nè, nó xen kẽ nhau vậy nè. Thầy xuất phát là đây là hệ điều hành Win đó, thì nó làm kiểu đó đó các bạn. Nó chia sẻ thời gian như vậy đó nhé Ta gọi là thực hiện đồng thời thôi nhá. chứ nó chưa phải là song song nhá không phải là thực hiện song song đồng thời thôi đồng thời mà là dạng xen kẽ tức là chia sẻ thời gian thật gì nè đó nó xen kẽ nha chính xác là như thế thì các bạn xem coi là hai anh này coi anh nào là dạng khả tương tự nha câu hỏi đặt ra là đến hồi ta là bài tập á mình sẽ làm cái này nha rồi để kiểm tra cái tính khả tương tự của một cái lịch đó thì mình làm như thế nào đây nha đầu tiên mình nhập cái lịch S rồi trong một tập giao tác từ t1 đến tk đúng chưa rồi ta xuất ra khẳng định cái s này là cái lịch biểu s có tuần tự hay không đúng chưa có khả tuần tự hay không đúng chưa rồi nếu có thì đưa ra lịch biểu tuần tự tương đương với s đúng chưa rồi phương pháp ở đây là ta tạo đồ thị đó, tức là mình muốn kiểm tra cái tính khả tuần tự hay không đó thì là mình sẽ dùng cái đồ thị nha đồ thị có hướng g rồi, ta có ta sẽ dùng cái phương pháp là tạo đồ thị có hướng g để ta sẽ làm nhé mời các bạn xem ta xây dựng đồ thị có hướng như thế nào nha mỗi giao tác ti nè thứ ti là một cái nút của đồ thị rồi nếu mà có cái tg nha phát ra một yêu cầu là là write nha sau khi ti đã phát ra yêu cầu là đọc nha thì là ta có một cái cung đi từ Ti đến Tj nha Tức là một thằng đập Xong một thằng ghi Thì thằng đập nè sẽ đứng đằng trước Thằng 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 G này nè Right này nè Mà sau cái thằng này á Thì có một cung từ Ti đến Tj, các bạn cứ nhớ vậy nha Rồi Một cái giá trị mà Tj phát ra yêu cầu đập Mà đằng sau cái thằng Tj này phát ra yêu cầu ghi đó, đằng sau á thì ta lại cũng có là TI đến TJ nhá, nhớ chưa? Các bạn nhớ nè nhà nhớ để mình làm thêm cái gì cả nha. Ở đây là à, ghi tức là thằng đọc sẽ nằm trước thằng ghi Nha nha thằng đọc rồi đến thằng ghi nè, đã thằng đọc đến thằng ghi. Thằng này cũng vậy nha. thằng này là thằng đọc sau khi cao tác đã xuất ra yêu cầu là ghi đó thì là thằng t y tế thằng tg nhé rồi nếu có thằng thằng này nè phát ra là ghi luôn đúng chưa rồi thằng này lại cũng ghi luôn thì thằng nào đằng trước á đứng đằng trước thì thằng này sẽ là ghi như thế nhé ta xem ví dụ ta sẽ rõ rồi nếu cái g này có chu trình thì không có khả tương tự nha bây giờ ta xem ví dụ nha bây giờ các bạn mời các bạn xem nha đó đầu tiên là các bạn thấy là cái thằng này nè đọc đúng chưa đó thằng này đọc nhé thằng này đọc a nha rồi thằng nào ghi a nhỉ thằng này ghi a đúng chưa thằng này đọc a thằng này ghi a nè đó đó các bạn thấy nhà thằng này đọc a thằng này ghi a như thế thì Rồi thằng này nè đó thằng này ghi a nè thằng này đọc a đúng chưa rồi lại thằng này lại ghi a đúng chưa đó đó các bạn xem nè đầu tiên là t 2 nè đó, sẽ đến t 3 nha nó ghi vậy đó. đó t2 sẽ đi đến t3 nha thằng này t2 nè đến t3 đó là do thằng này đúng chưa rồi tiếp theo thằng này đến thằng này đúng không là đập vậy là t1 đến t2 đó rồi thằng này cũng thế nha đúng không đó. t1 đến t2 đó đó Do đó các bạn thấy là T1 đến T2 vậy đó. Mình phải xét hết các trường hợp đó đúng không? Rồi, và mình ráp vô nè, mình ráp cái đồ thị này lại là 1 thì đến 2, 2 đến 3. Và cái BS này là không có chu trình đúng chưa? Do đó là thằng này là khả tuần tự nhé. Rồi ta xem cái lịch này có khả tuần tự hay không nhá Đầu tiên ta xét nè, thằng này thế thằng này là 2 đi qua 3 nhé. Vậy thằng này thì sao nhỉ? 2 đi qua 1 rồi lại gì nhỉ? 1 lại đi qua 2, đúng chưa? Đó, ta xem nè. Đó, 2 đi qua 3, đó. Rồi, 2 lại đi qua 1, đúng chưa? 2 đi qua 3 rồi 2 đi qua 1 xong rồi lại gì nhỉ? Lại 1 đi qua 2, đúng chưa? Do đó là các bạn thấy khi mà mình ráp lại đó, ráp vô nè đó, ráp vô nó có chu trình đây nè đó. Đó, như thế thì nó không có khả tuần tự nha. Rồi tiếp theo cái bài tập nha, bài tập 1 mình sẽ làm nha, mình sẽ làm để mình nộp đó nha, assignment. Hồi nãy có hai cái 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 cái, cái, cái uh, lịch mà hồi nãy thầy có hỏi đó, mình cũng sẽ làm trong assignment. Bài tập 1 này mình sẽ cũng làm assignment nha. Bài tập 2 cũng thế, bài tập 3 nha. Đó. Thì ba cái bài tập đó với lại một cái slide khôi nãy đó nha. Trong hai cái lịch biểu đó là mình sẽ làm bài tập để nộp nha. Thì trong giờ sau khi thầy trình bày này thì đến giờ chúng ta thực hành à, ta, ta, thảo luận và khi các bạn thảo luận thì mình cũng có thể mình trao đổi nha. Rồi sau đó các bạn sẽ làm cái bài tập assignment để các bạn nộp cho thầy nhé. Thầy, thầy chào tạm biệt các bạn.